Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin thế giới nóng nhất sáng ngày 7 tháng 7 mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 6 tháng 7, Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới các công ty Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và các công ty khác bị cáo buộc giúp vận chuyển và bán các sản phẩm hóa dầu và dầu mỏ của Iran sang Đông Á. Đây là động thái gây sức ép với Tehran khi Mỹ tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Theo hãng tin Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cá nhân và tổ chức này đã sử dụng mạng lưới các công ty bình phong có trụ sở tại vùng Vịnh để thực hiện việc phân phối và bán hàng trăm triệu đô la các sản phẩm từ các công ty Iran đến Trung Quốc và những nơi khác ở Đông Á. Bộ Ngoại giao Anh cho biết thông tin một nhà ngoại giao của họ đã bị giam giữ ở Tehran vì cáo buộc làm gián điệp là hoàn toàn sai sự thật. Ngày 6 tháng 7, truyền hình nhà nước Iran đưa tin lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã bắt giữ một số người nước ngoài, trong đó có đặc phái viên cao cấp thứ hai của Anh, vì các hành vi gián điệp như lấy mẫu đất ở các khu vực hạn chế. Ngày 6 tháng 7, hãng tin TASS dẫn lời các quan chức cho biết cảng Mariupol thuộc lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát đang hoạt động hết công suất. Nga đã giành quyền kiểm soát Mariupol vào tháng 5 sau nhiều tháng chiến đấu ác liệt. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết quốc gia của ông phải thực hiện quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh nhanh hơn vì xung đột tại Ukraine, đồng thời cáo buộc Nga đang sử dụng năng lượng như vũ khí chính trị. Các đội cứu hộ của Ý đã tìm thấy thêm hai nạn nhân trong vụ sập sông băng trên dãy Alps. Vụ việc được cho là đã cướp đi sinh mạng 12 người do nhiệt độ tăng. Ít nhất 9 người hiện được xác nhận đã thiệt mạng trong trận tuyết lở vào ngày 3 tháng 7 trên đỉnh Marmolada, cao hơn 3.300m. Đây là đỉnh núi cao nhất trong dãy đỏ lòm Ai, thuộc dãy Alps, nằm ở phía đông nước Ý. Ngày 6 tháng 7, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20FMM sẽ là diễn đàn chiến lược để thảo luận về các nỗ lực phục hồi toàn cầu, với chủ đề cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn. Diễn ra vào ngày 7 tháng 7 và 8 tháng 7 tại Bali, G20FMM bao gồm hai phiên họp. Phiên đầu tiên về tăng cường chủ nghĩa đa phương, trong khi phiên thứ hai về an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Ngày 7 tháng 7, Bộ Y tế Singapore xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này. Thông báo cho biết bệnh nhân là nam giới, quốc tịch Malaysia, 45 tuổi, sống ở Singapore. Người này làm xét nghiệm ngày 6 tháng 7 và hiện đang được cách ly tại Trung tâm các bệnh truyền nhiễm quốc gia. Ngày 6 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tiếp tục kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau vụ xả súng chết người ở Highland Park thuộc thành phố Chicago, làm nhiều người thương vong. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ đã đến thăm địa điểm diễn ra cuộc diễu hành ngày 4 tháng 7 ở Highland Park, khiến 7 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Một người đàn ông 21 tuổi, người được chính quyền cho là đã lên kế hoạch cho vụ tấn công trong nhiều tháng, đã bị buộc 7 tội danh giết người cấp độ 1. Các quan chức nói rằng đối tượng trên đã bắn hơn 70 viên đạn vào đám đông và trốn thoát bằng cách mặc quần áo phụ nữ để che giấu danh tính của mình. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.